Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi thời sự quốc tế mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo, trong khoảng thời gian chưa đầy một tuần vừa qua, lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã đem mất 5 chiếc xe tăng Leopard 2A1 do Đức sản xuất. Đây là mức tổn thất khá cao và diễn ra trong thời gian ngắn. Bởi trong suốt 13 tuần của chiến dịch phản công năm ngoái, Ukraine chỉ đem mất 5 chiếc Leopard 2. Ukraine mất 5 xe tăng Leopard 2 chỉ trong một tuần. Trong số các xe tăng do phương Tây cung cấp thì xe tăng Leopard do Đức sản xuất là loại được quân đội Ukraine sử dụng nhiều nhất. Nguyên nhân chính là bởi Leopard là loại xe tăng được viện trợ với số lượng lớn nhất. Các nguồn tin Ukraine cho biết có hơn 100 xe tăng Leopard phiên bản 2 đã được chuyển giao cho quân đội nước này. Theo các nguồn tin khác, có khoảng 200 xe tăng Leopard dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển giao tới Ukraine, nhưng là phiên bản 1. Giữa tháng 8 năm 2023, Ukraine chỉ vận hành 71 xe tăng Leopard 2. Vào thời điểm đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc phản công lớn nhằm giành lại những khu vực đang bị các lực lượng Nga kiểm soát. Tuy nhiên, chiến dịch này đã thất bại. Theo các nhà phân tích phương Tây, kể từ khi bắt đầu mở chiến dịch phản công cho đến ngày 28 tháng 8, quân đội Ukraine đã để mất 5 xe tăng Leopard 2, nhưng trong khoảng thời gian là 13 tuần, còn theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga thì mới đây Ukraine đã để mất 5 chiếc Leopard 2 chỉ trong vòng một tuần. Đây là một thực trạng đáng báo động. Ở diễn biến gần nhất, lực lượng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh đơn vị Spetsnaz Vega của nước này, một trong những đơn vị đặc nhiệm có khả năng tác chiến hàng đầu trên thế giới tung đòn chí mạng, tiêu diệt thành công chiếc xe tăng Leopard của Ukraine trên chiến trường. Đoạn video được tải lên mạng cho thấy chiếc xe tăng do Đức sản xuất đang di chuyển trên đường thì bị trúng một cú đánh trực diện. Chiếc xe tăng sau đó đã phát nổ. Số phận của tổ lái xe tăng vẫn chưa được tiết lộ. Đoạn video ghi rõ cảnh chiếc xe tăng đang di chuyển. Điều này chứng tỏ rằng cuộc tấn công diễn ra khi chiếc xe tăng đang hoạt động. Nhóm Spetsnaz này đã tận dụng màn đêm để tiến hành cuộc tấn công. Họ đã sử dụng một chiếc máy bay không người lái cảm tử trong khi chiếc xe tăng của Ukraine đang di chuyển và không hề nhìn thấy mối nguy hiểm. Mặc dù chịu nhiều thiệt hại trên chiến trường, nhưng những đơn vị thiết giáp được trang bị xe tăng Leopard 2 của Ukraine vẫn được đánh giá cao, ít nhất là hơn những chiếc xe tăng có từ thời Liên Xô trong biên chế của họ. Nguyên nhân là do không gian chứa đạn của xe tăng. Tính năng quan trọng nhất của Leopard 2 là có các ngăn chuyên dụng dành cho đạn 120mm gắn trên tháp pháo. Những ngăn này được các nhà sản xuất KMVK và Metal của Đức thiết kế đặc biệt để khi xe bị trúng đạn của đối phương khiến những quả đạn phát nổ gây ra vụ nổ thứ cấp, thì ngăn chứa đạn sẽ hướng năng lượng của vụ nổ ra bên ngoài giúp bảo đảm an toàn cho kiếp lái. Trong khi đó, nhiều mẫu xe tăng từ thời Liên Xô thường bố trí đạn dược ngay bên trong tháp pháo. Khi bị trúng đạn, vụ nổ từ đạn pháo có thể thổi bay cả tháp pháo xe tăng và khiến kiếp lái thiệt mạng. Sự khác biệt về cấu trúc này khiến cho những chiếc xe tăng của Nga dễ bị tổn thương hơn đáng kể so với xe tăng phương Tây. Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Cross maffei phát triển vào những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Kể từ đó, nó đã được nhiều quốc gia sử dụng. Chiếc xe tăng này nổi tiếng với công nghệ tiên tiến và hiệu suất mạnh mẽ trong các tình huống chiến đấu. Kích thước của xe tăng Leopard 2 khá lớn khi so với các mẫu xe tăng cùng loại. Xe có chiều dài khoảng 10m, bao gồm cả pháo chiều rộng 3,75m và chiều cao 3m. Kích thước này góp phần tạo nên sự đồ sộ của chiếc xe tăng trên chiến trường. Leopard 2 được đánh giá cao bởi lớp giáp bảo vệ tiên tiến, bao gồm áo giáp tổng hợp và có gói áo giáp bổ sung theo mô đun. Điều này giúp xe tăng cường khả năng bảo vệ, chống lại nhiều mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Leopard 2 được cung cấp năng lượng bởi động cơ diesel tăng áp kép V12 làm mát bằng chất lỏng MTU MB 873 KA 501. Động cơ này có công suất 1.500 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ lên tới 68 km/h trên đường trường và 31 km/h trên địa hình. Hệ thống điều khiển hỏa lực của Leopard 2 là hiện đại nhất, nó bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực vi tính mes 15 có máy đo khoảng cách laser, hệ thống chụp ảnh nhiệt và máy tính đường đạn. Hệ thống này cho phép xe tăng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao ngay cả khi đang di chuyển. Leopard 2 được trang bị nhiều hệ thống và linh kiện tiền tiến, bao gồm kính tiềm vọng toàn cảnh PERI-R17 dành cho người chỉ huy, tầm nhìn chính của xạ thủ và hệ thống quan sát ban đêm của người lái. Ngoài ra, Leo Bắc 2 còn có hệ thống bảo vệ NBC, hạt nhân, sinh học, hóa học và hệ thống chữa cháy tự động. Vũ khí chính của Leo Bắc 2 là pháo nòng trơn Hens Metal 120mm. Loại pháo này có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau nên rất linh hoạt trong các tình huống chiến đấu. Các loại đạn được pháo chính của Leopard 2 sử dụng bao gồm đạn xuyên thoát vỏ ổn định cánh đuôi APFSDS đạn chống tăng có sức nổ cao HEAT và đạn đầu nhựa có sức nổ cao HESH. Mỗi loại đạn được thiết kế cho các tình huống chiến đấu cụ thể, giúp nâng cao hiệu quả của xe tăng trước các mục tiêu khác nhau. Phạm vi tác chiến của pháo chính Leopard 2 cũng tùy thuộc vào từng loại đạn được sử dụng. Đạn APFSDS có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu ở phạm vi lên tới 4.000m, trong khi đạn HEAT có hiệu quả ở phạm vi 2.500m. Tính linh hoạt của các loại đạn và tầm bắn cho phép Leopard 2 thích ứng với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. UAV Lancet Nga – Diệt pháo tự hành hiện đại hàng đầu phương Tây tại Ukraine Bên cạnh xe tăng Leopard 2, Nga vừa qua cũng đã công bố một đoạn video cho thấy cảnh UAV tự sát Lancet của nước này lao vào diệt PZH-2000, một dòng pháo tự hành hiện đại hàng đầu của Đức. Nga ngày càng dùng nhiều drone để diệt các mục tiêu có giá trị của quân đội Ukraine trong xung đột Đông Âu. Việc sử dụng UAV Lancet để tập trung truy sát các khí tại phương Tây cấp cho Ukraine sẽ làm giảm khả năng phòng thủ lẫn tấn công của Kiev. Và các khẩu pháo giá trị cao của Ukraine như PZH-2000 cũng không phải trường hợp ngoại lệ khi liên tục phải ẩn nấp né tránh trước các đòn tấn công của sát thủ này của Nga rời khỏi nơi ẩn nóng trong trận tổ vận hành lựu pháo PZH-2000 Ukraina của lữ đoàn pháo binh số 43 Ukraina chỉ có vài phút để khai hỏa. Trước khi phải quay lại ẩn nấp ngay lập tức nhằm tránh bị phương tiện bay không người lái trên sát Nga phát hiện, tình trạng mèo vần chuột này đang diễn ra trên khắp các ngọn đồi và thung lũng. Ở mặt trận phía đông, nơi lực lượng Nga tích cực triển khai drone để săn tìm các khẩu pháo giá trị cao của Ukraina. PzH2000 là loại pháo tự hành 155 mm được phát triển bởi hãng Cross Murphy Westman, KMW và Rheinmetall Land System dành cho quân đội Đức. Hoạt động phát triển PzH2000 bắt đầu từ năm 1986 khi Ý, Anh và Đức đã đồng ý chấm dứt chương trình pháo tự hành PzH 155 1 SP70. Hiện có do chương trình này gặp vấn đề về độ tin cậy, khiếm khuyết về thiết kế và vấn đề tài chính, công ty quốc phòng Đức đã được yêu cầu gửi đề xuất về thiết kế pháo tự hành dùng nòng dài 52 caliber thay cho 39 caliber theo chương trình cũ. Wegman sau cùng cũng đã được trao gói thầu chế tạo PZH-2000. Công ty sau đó sáp nhập với Gross Mafia tạo thành KMVK. Hoạt động phát triển PzH2000 bắt đầu vào năm 1987, nguyên mẫu đầu tiên được công bố vào năm 1993. Quân đội Đức đặt mua 185 pháo tự hành PzH2000 với những khẩu đầu tiên được chuyển giao cho quân đội Đức vào năm 1998. Tiếp sau đó là xuất khẩu sang các nước như Croatia, Hy Lạp, Ý, Lithuania, Hungary, Hà Lan và Qatar. PzH2000 sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2. Trên đó lắp một tháp pháo xoay với pháo chính 155 mm, trên L52, chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính, VZH2000 mang theo cơ số 60 viên đạn pháo, tầm bắn tối đa đạt 30 km đối với đạn thường và 40 km đối với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn qua kiểm chứng thực tế đạt 3 viên trên 8,4 giây, 12 viên trên 59,4 giây và 20 viên trên 1 phút 47 giây. Báo chính có góc nâng hạ từ âm 2,5 độ đến 65 độ. Điểm đặc sắc của pháo tự hành PZH 2000 là khẩu pháo được điều khiển bởi hệ thống kỹ thuật số MRSI, có chức năng công kích mục tiêu bằng nhiều phát đạn một lúc. Để thực hiện phương thức này, PZH-2000 sẽ bắn 5 phát đạn ở các góc bắn khác nhau, từ cao đến thấp đồng nghĩa với việc tất cả các viên đạn sẽ đến mục tiêu cùng lúc trong khoảng thời gian 1,5 giây, kể từ điểm nổ đầu tiên. Với những đặc tính nổi trội như trên, pháo PZH-2000 vượt trội so với các loại pháo tự hành đang có trong biên chế quân đội các nước trên thế giới hiện nay chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo